Serbia là nước duy nhất tại châu Âu không trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, có thông tin nói Serbia đã chuyển vũ khí cho Ukraine. Đây là nội dung tiếp theo trong vụ rò rỉ tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Các thông tin này chưa được xác minh, nhưng đang là đề tài nóng khiến Mỹ và nhiều nước lo lắng. Tài liệu này có tựa đề châu Âu phản ứng trước cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, đánh giá phản ứng và lập trường của 38 chính phủ châu Âu đối với yêu cầu viện trợ vũ khí của Ukraine. Dữ liệu cho thấy Serbia từ chối cung cấp huấn luyện cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, nước này cam kết gửi vũ khí tấn công hoặc đã gửi vũ khí tấn công cho Ukraine. Thông tin cũng nói Serbia có ý chí chính trị và năng lực quân sự để cung cấp vũ khí cho Ukraine trong tương lai. Tới nay, cả văn phòng Tổng thống Serbia và Đại sứ quán Ukraine đều chưa có phản hồi về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chưa phản hồi Reuters về Serbia, trong khi trước đó cũng từ chối bình luận về bất kỳ tài liệu rò rỉ nào.